uống đi. Nhanh lên nào. Hoàng Dung. Mợ ơi, bọn họ bắt nạt cháu. Em gái à, là chính cô tự nguyện chơi với bọn này mà. Sao lại nói là chúng tôi bắt nạt cô chứ? Sao cô lại chọc vào bọn họ thế? Cháu lên tìm cậu, rồi đụng chúng họ lừa cháu chơi lắc xuất sắc. Sau đó mỗi lần cháu chơi thua, họ liền bắt cháu uống. Cháu không muốn uống, họ còn ép cháu uống nữa. Các người nghĩ bắt nạt một cô bé như vậy là tự hào lắm sao? Em gái ơi, bình thường phụ nữ các người cứ luôn miệng nam, nữ phải bình đẳng. Vậy chơi thua rồi thì không phải uống hả? Chơi không được thì đừng có chơi, đúng không nào? Đúng thế. Được thôi, chơi lắc xuất sắc đúng không? Tôi chơi với anh. Thiếu gia, hình như phu nhân đang ở phòng bên cạnh uống rượu với người khác đó à? Cậu có được hay không đó? Đừng có bao đồng. Lại lần nữa. Hòa rồi. Tiếp tục. Em gái à, tôi nói chứ, sao vận may của cô lại tốt như vậy hả? Sao mỗi ván đều thắng lớn như vậy? Ván trước hòa rồi. Tôi thấy thế này, chúng ta chơi thêm 2 ván nữa. 5 ván, thắng 3 ván coi như thắng. Cô thấy thế nào? Tôi đã có thể hình dung ra được ánh trăng đêm nay sẽ như thế nào rồi đó. Không cần thêm, e là anh sẽ thất vọng đó. Gì thế? Có phải cô ta đang gian lận không vậy? Đậu xanh, gian lận cũng không thể được như vậy đâu. Không đúng. Sao vận may của cô lại tốt thế hả? Chúng ta thắng rồi. Mợ ơi, mợ chính là nữ thần của cháu đó. Chúng ta đi thôi. Tôi nói chứ, cô vợ nhỏ mới cưới của anh thật sự khiến người ta ngạc nhiên không thôi đó. Cô gái đó là ai vậy? Chẳng lẽ anh Hữu Long quen sao? Đây là cô vợ nhỏ mới cưới của anh Hữu Long đó. Cậu đó phải gọi là chị dâu. Trả điện thoại cho tôi. Muốn điện thoại cũng được thôi. Cô bảo cô ta chơi với tôi một ván nữa đi. Nếu như thắng thì tôi sẽ trả cho cô một ván quyết định thắng bại. Vẫn chưa chịu từ bỏ phải không? Được thôi, vậy thì tôi chịu anh thêm lần này nữa vậy. Mời. Ván này thắng chắc. Mở đi. Thắng rồi. Trừng phạt của ván này là tìm một người khác giới có mặt ở đây và hôn người đó 30 giây. Hay là tôi miễn cưỡng. Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh có biết mợ của tôi là ai không hả? Không thành vấn đề. Mợ ơi, anh ta chỉ muốn lợi dụng mợ thôi. Tôi không cần điện thoại nữa. Chuyện nhỏ thôi mà. Này mợ ơi, không phải là cậu đang ở ngay phía sau sao? Mợ lại hôn cậu đi. Hóa ra là anh ấy thích kiểu người như vậy sao? Chắc cô ta là Ella nhỉ? Nhưng mà bây giờ anh ấy đang đứng cùng với người phụ nữ đó. Mình đi qua đó không thích hợp lắm nhỉ? Hơn nữa hôn có một lần mà đã bị trói buộc tận 3 tháng. Mình không muốn lặp lại nữa đâu. Nếu thật sự không được thì cứ chọn người này đi. Dù sao thì cũng đỡ hơn so với hôn cái gã say xỉn đó. Thật là táo bạo mà. Đến cả Lý Thiếu Gia mà cô ta cũng dám đụng. Lý Thiếu Gia mà cô ta cũng dám lợi dụng. Tôi đoán là Lý Thiếu Gia sẽ đẩy cô ấy ra. Nhóc con à, nhóc muốn làm gì đây? Ông chú à, anh hiểu lầm rồi. Tôi không muốn chọn anh đâu. Vậy sao? Vừa nãy tôi không cẩn thận bị vấp ngã thôi.
Thật ngại quá, tôi sẽ đi ngay lập tức. Cô đang làm gì vậy? Còn không mau mau buông Lý Thiếu Gia ra đi. Nếu như cô chọc giận Lý Thiếu Gia rồi, tôi xem cô giải quyết thế nào đây. Nếu như tôi không buông thì sao? Lý Thiếu Gia à, thật ngại quá. Ông chú à, anh hiểu lầm rồi. Người tôi muốn chọn là anh ta, không phải. Không phải tôi. Ông chú à, anh thả tôi ra trước đi. Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Hình như mình đã phải lòng cô gái nhỏ này rồi. 3 2 1 Thế nào? Đã đủ hay chưa? Có cần chúng tôi chơi cùng với cậu thêm một ván nữa không? À không, không cần đâu Lý Thiếu Gia, tôi sai rồi. Là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Trả điện thoại cho tôi đi. Thật xin lỗi, đã nói với anh, cậu tôi là Lý Hữu Long rồi mà. Ai bảo anh không tin? Bây giờ chúng tôi sẽ cút ngay đây. Mau mau cút cho tôi, lần sau đừng để tôi gặp lại mấy anh nữa. Mấy người cứ chơi đi nhé. Tôi đi trước đây. Mợ ơi, cháu đi với mợ à. Thưa phu nhân, Thiếu Gia đang chờ cô ở trong xe. Cô Hoàng à, Thiếu Gia bảo tôi đưa cô về nhà, tự kiểm điểm bản thân. Tại sao tôi lại phải tự kiểm điểm bản thân chứ? Mợ ơi, mợ đợi cháu. Lý tổng của tập đoàn Lý Thị đến rồi. Giám đốc Trần gọi cô vào. Cô phải chuẩn bị tâm lý đấy nhé. Tôi biết rồi. Sao chỗ nào cũng có mặt ông chú thế? Lý tổng, anh đợi thêm một chút nữa nhé. Đến ngay thôi ạ. Chính là cô ta, thực tập sinh mới đến của công ty. Chơi game trong giờ làm việc, mới dẫn đến bị virus xâm nhập vào hệ thống của công ty. Sau đó phương án kế hoạch cần điều chỉnh đưa cho Lý tổng. Mở công lên đấy ạ. Tôi làm chứng. Chính là cô ta, Giang Như, đồng nghiệp của Hứa Ngọc Dung. Tìm tôi, thì ra để tôi gánh tội đấy ạ. Tiếc là các người chọc nhầm người rồi. Kỹ năng tin học tôi học lúc đại học không phải vô dụng đâu. Chuyện này không phải tôi làm. Cái trang này vừa nhìn là biết bị hack mà. Cũng chẳng phải bị virus xâm nhập gì cả. Hứa Ngọc Dung, cô muốn làm gì thế? Tất nhiên là sửa máy tính rồi. Một tiếng, không cần lâu đến vậy. Đi ra, đồ ngốc. Cô là thần thánh phương nào, lại có thể phản công? Hệ thống mã hóa cuối cùng của Liên Minh CJ chứ. Tôi là ai không quan trọng. Ai đã chọc giận anh thế? Muốn trách thì trách Giang Như công ty các người. Vậy anh phải tìm cô ta tính sổ, chứ không phải đạp đổ thành quả lao động của người khác. Phá giải thành công. Giám đốc Trần, văn hóa doanh nghiệp của công ty này là như vậy hả? Có thể tùy tiện đổ oan cho một người sao? Lý tổng, không phải là tôi. Là cô ta. Đều do cô ta hãm hại tôi. Không phải tôi thật sự không làm. Xem ra chúng ta không thể hợp tác được rồi. Lý tổng, cho chúng tôi một cơ hội đi. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng mà. Cô dám đánh tôi sao? Cô có tin tôi bảo cậu tôi sa thải cô không? Nhớ kỹ, hôm nay là bà đây. Sa thải hai người đấy. Đúng rồi, nội dung trên màn hình lớn vừa nãy chủ tịch cũng nhìn thấy hết rồi. Vì thế hai người các người vẫn nên tự thu xếp ổn thỏa đi. Hứa Ngọc Dung, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Phu nhân, để tôi. Thiếu Gia đang đợi cô trong xe.
Dung Dung, cái cô gia như vu oan cô đó, bị đuổi việc rồi, giám đốc Trần cũng bị Triệu tổng nghiêm khắc giáo huấn một trận rồi. Cô đang mặc cái gì vậy? Đây là đồ của anh đó. Quần áo sáng nay của tôi bị làm bẩn rồi. Tôi không còn quần áo để mặc nữa, nên tôi mới lấy quần áo của anh mặc đó. Cởi ra đi. Không phải chứ ông chú, đừng nói là anh muốn. Ngày đầu tiên sau đám cưới, nhưng lại vì vợ cởi Trần chạy bộ mà lên tin tức luôn đấy nhé. Tôi không quan tâm. Vậy bây giờ tôi cởi hết rồi. Tôi thực sự sẽ cởi quần chạy trên đường đó. Được thôi. Được sao? Cởi thì cởi. Lý Tổng ơi, xin lỗi Lý Tổng, vừa nãy tôi ở ngoài xe gọi anh không có phản hồi, cho nên tôi mới... Vâng ạ. Làm phiền đến chuyện tốt của Lý Tổng rồi, lần này mình xong đời rồi. Bà nội, bà còn chỗ nào không khỏe không? Bà ổn hơn rồi, bà không sao là được. Vừa rồi thật sự là dọa cháu một phen. Sao cháu lại quen biết với con bé đó? Chỉ là tình cờ biết thôi. Con bé đó cũng không tệ, bà nội thích. Chỉ vì vừa rồi cô ấy đã cứu bà, con bé đó gặp chuyện cũng không tự cao tự đại. Ngay cả khi bị cháu hiểu lầm, con bé không khóc lóc, không trách móc, mà vẫn giữ được bình tĩnh để xin lỗi bà già này. Thái độ rất chín chắn, rất hiểu chuyện. Thực sự là một đứa trẻ rất tốt. Nghe bà nội nói vậy, hình như đúng là vậy thật. Hữu Long, hai đứa vẫn chưa sống chung à? Bà nội, cả hai đều lớn hết cả rồi, còn ngại ngùng cái gì nữa? Hai đứa mau sống chung đi. Chờ ông nội cháu về, bọn ta có thể bồng cháu ngay rồi. Bà nội, cháu nghĩ chuyện này vẫn nên để thuận theo tự nhiên đi. Nếu cháu không chịu nghe lời bà sẽ nói với ông nội rằng cháu kết hôn giả lừa ông ấy, xem ông nội giải quyết cháu như thế nào. Hơn nữa, tính tình của ông nội cháu cũng biết mà. Ông ấy chỉ mới hồi phục lại thôi, lại bị cháu chọc tức đến mức không thể rời khỏi giường. Được rồi, cháu biết rồi thưa bà. Đợi lát bọn họ xuống nấu cơm cho bà. Bà ăn xong thì mau chóng nghỉ ngơi. Cháu đừng có quên những gì bà vừa nói đó. Bà sẽ bất chợt kiểm tra phòng đó. Đau lắm à, ông chú. Anh thấy có lỗi với tôi phải không? Hôm nay tôi đã lỡ tổn thương cô, vì vậy tôi nên có trách nhiệm với cô. Còn về bà tôi, mong cô đừng giận bà ấy. Bà tôi chỉ ở lại vài ngày. Bà nội Lý cũng không phải người xấu. Sao tôi phải giận bà ấy? Bà ấy phạt cô chết gia quy. Không xấu sao? Người xấu sẽ không chỉ bắt chết phạt đâu. Đây hẳn là cách phạt nặng nhất mà người tốt có thể nghĩ ra. Trước đây tôi từng gặp vài người xấu rồi. Bọn họ ai cũng sẽ cái gì? Hình như không nhất thiết phải chia sẻ những gì bản thân đã trải qua với một người xa lạ. Hoa thuốc xong chưa? Anh đi đi, tôi phải đi ngủ rồi. Ông chú, làm gì vậy? Tôi cảnh cáo anh, đừng làm bậy đấy. Tôi không thích loại người như anh đâu. Nếu hôm nay tôi không ăn kiêng, tuyệt đối đừng làm loạn. Anh nói mà không giữ lời vậy. Ông chú, anh làm cái gì thế hả? Không phải là cô muốn nỗ lực cho xong 3 tháng này sao? Bây giờ là lúc cô phải phối hợp với tôi rồi đấy. Đừng động đậy. Ông chú, có cần tôi làm cho thật sinh động không? Cô biết không? Thế thử đi. Chồng ơi, gắn lên. Chồng yêu, tới bến nào? Ông xã, cố lên, đừng gọi nữa. Bà nội đi rồi. Anh, mau xuống đi. Không thể ngờ, ông chú từng tuổi này rồi mà dáng vóc còn ngon phết nhỉ. Đúng là tự gò bó mình mà. Nhóc con, cô còn nhìn chằm chằm tôi nữa, tôi sẽ nghĩ cô đang thèm muốn nhan sắc của tôi đấy. Tôi không có chút hứng thú nào đối với những thứ khác của anh cả. Với lại, anh cũng chẳng phải gu của tôi.
Vậy gu cô thích là như nào? Kiểu phi công trẻ ấy, luôn bên cạnh và ân cần, nghe lời, ngoan ngoãn. Quan trọng nhất là mình còn được gọi bằng chị nữa. Vậy còn ra dáng đàn ông gì nữa chứ? Ông chú, gu anh thích như nào thế? Dù sao không phải kiểu chỉ biết trên giường la cố lên như nhóc con cô đâu. Anh, buổi tối trẻ nhỏ không được ăn kẹo, không tốt cho răng đâu. Nghỉ sớm đi. Tịch thu, ông chú đáng ghét. Chờ đó cho tôi. Lão đại, bức tranh gốc tích của Thanh Hà là đàn ngỗng cuối thu, được một doanh nhân nước ngoài mang qua, mức đấu giá khởi điểm là 5 triệu. Bức tranh này rất có thể chính là manh mối duy nhất để tìm ra mẹ mình. Trương Kiến, trong tài khoản của chúng ta còn bao nhiêu tiền? Gần 50 triệu. Phần còn lại đều nằm trong dự án rồi, đủ rồi. Sao ông chú cũng đến vậy? Sao vậy hả? Sao không vào đi? Nhìn thấy một người không muốn nhìn thấy. Người vừa rồi là chủ tịch của Lý thị mà. Lý Hữu Long. Sao thế, quen hả? Không có, không quen lắm. Tác phẩm bên dưới là tác phẩm còn lại của Thanh Hà, họa sĩ nổi tiếng của trường phái ấn tượng của chúng ta, chính là bức tranh đàn ngỗng cuối thu, giá khởi điểm là 5 triệu. Cuối cùng tôi cũng đợi được thời khắc này. 6 triệu, 7 triệu. Trương Kiến, có thể dơ rồi. Vâng thưa lão đại. Phòng 6, 10 triệu lần 1, 10 triệu lần 2, 10 triệu lần. Chờ đã, phòng 1 ra giá 20 triệu. 20 triệu đấy, một phát đưa lên hẳn 20 triệu. Phòng số 1 ra giá cao hơn phòng số 6 rồi. Còn ai ra giá cao hơn 20 triệu không ạ? Sao cái ông chú đó vẫn chưa đi thế? Lý thiếu gia này phá đám cái gì vậy chứ? Đang muốn khoe khoang mình có tiền chứ gì? Trương Kiến, tiếp tục đi. Phòng số 6 ra giá 25 triệu, còn ai ra giá cao hơn nữa không? Tiếp tục. Phòng số 1 ra giá 30 triệu, tiếp tục đi. Phòng số 6 ra giá 40 triệu, 50 triệu, phòng số 1 ra giá 50 triệu. 50 triệu lần 1. Không được, không đủ tiền rồi. Lão đại, bức tranh này rất quan trọng với cô mà. 50 triệu lần 2. Hay là chúng ta lấy tiền của dự án qua dùng tạm đi. Không được, không thể vì chuyện của cá nhân tôi khiến vốn của công ty cạn kiệt được. Bức tranh này tôi có thể nghĩ cách khác để lấy. Tạm thời cứ để ông chú đó lấy đi. 50 triệu lần 3. Chốt hạ. Chúc mừng người mua phòng số 1 đã mua được bức tranh đàn ngỗng cuối thu với giá 50 triệu đồng. Không ngờ Lý Hữu Long mà lại bỏ ra số tiền 50 triệu để đấu giá được bức tranh đàn ngỗng cuối thu. Chẳng lẽ anh ta có liên quan gì đến mẹ sao? Xin chào. Món tráng miệng của mọi người gọi đây ạ. Hứa Ngọc Dung, sao lại là cô vậy? Cô mà cũng xứng ở đây sao? Cô ta bị công ty sa thải rồi, còn chạy đến buổi đấu giá làm phục vụ nữa hả? Cô hại tôi mất việc. Bây giờ đến đây để cặp kè với Phú Nhị Đại nữa hả? Cô đúng là vô liêm sỉ mà. Sao nào? Các người còn muốn đánh người nữa à? Hứa Ngọc Dung, thứ phụ nữ xấu xa cô lại dám đối xử như vậy với tôi à? Hứa Ngọc Dung, cô hại tôi mất việc. Chắc chắn cô sẽ bị đàn ông chơi chán rồi bỏ thôi. Nếu như không nghe nhầm thì cô ta đúng là đang gọi Hứa Ngọc Dung. Sao nhóc con lại ở đây thế? Thiếu gia, lẽ nào phòng số 6 vừa nãy đấu giá với chúng ta chính là phu nhân? Mau lượn đi. Chờ một chút, Hứa Ngọc Dung ở bên trong phải không? Đúng vậy, tìm cô ấy có việc gì không? Gọi cô ấy ra đi. Ra đây đi, có người tìm cô. Tên cô là Hứa Ngọc Dung sao? Tên tôi là Hứa Vi Vi. Hay cho một Hứa Vi Vi. Biểu hiện khá đấy. Sau này cô tên là Hứa Vi Vi nhé. Vâng thưa anh. Lão đại, sao cô lại quen Lý Hữu Long thế? Sao cô lại trốn tránh anh ta? Không có gì, chỉ là mấy ngày trước kết hôn với anh ta thôi. Cái gì? Cô nói gì cơ? Cô đêm tân hôn hôm đó là kết hôn với ông lớn của Hải Thành sao? Nghe nói đàn ông trưởng thành đều rất biết chiều chuộng phải không? Hứa Đào à, tôi đi vệ sinh cái đã, chờ tôi quay lại nhé. Cậu đứng lại cho tôi. Sao cô lại ở đây? Tôi, lão đại, cái người họ Lý này thật kỳ quái mà.
Muốn tranh nổi tiếng nào mà chả có, sao cứ phải giành bức tranh đó chứ? Tôi nói chứ anh ta thực sự. Lão đại sao? Lão đại à, có chút xấu hổ, mấy lời vừa mắng tên đó, bị anh ta nghe được rồi. Đúng, đúng vậy, đúng là như vậy. Bức tranh nổi tiếng thế giới đó. Ông chú à, hình như anh ta mắng anh đó. Hai người không quen nhau sao? Tất nhiên là chúng tôi không quen biết nhau rồi. Sao vậy? Anh quen anh ta sao? Anh quen anh ta mà anh ta còn mắng anh sao? Cô còn chưa trả lời tôi đó, sao lại ở đây? Ở đây làm gì? Còn không phải là do anh cả sao? Chẳng phải là tôi bị công ty trước sa thải rồi à? Nghe nói ở đây tuyển dụng người bán đấu giá, nên tôi đến đây để gửi sơ yếu lý lịch. Nhận được thư mời rồi chứ? Vẫn chưa. Bọn họ nói cần hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc. Cái này tất nhiên là tôi không có rồi. Cô nhóc này, nếu cô ấy đứng trên bục đấu giá, người không biết còn tưởng là bóc lột sức lao động của học sinh tiểu học mất. Ông chú à, còn anh đến đây làm gì vậy? Hôm qua ông nội gọi điện thoại cho tôi, nói là muốn tranh vài món đồ quý hiếm, tôi đến tranh giúp ông ấy một chút. Vậy thì tại sao anh lại tranh bức đàn ngỗng cuối thu làm gì chứ? Alo. Được. Đi đâu? Tôi về nhà rải sơ yếu lý lịch. Phu nhân, cô chờ một chút. Trợ lý Trịnh có việc gì không? Bức tranh này là thiếu gia đã đích thân mua lại, muốn tặng cho phu nhân làm quà cảm ơn. Mấy ngày trước cô đã cứu lão phu nhân, xin cô nhận cho. Thì ra là ông chú đã mua lại bức tranh đàn ngỗng cuối thu với giá cao là để làm quà cảm ơn mình sao? Ôi trời, nếu biết sớm mình đã không kêu Trương Chiến đi đấu giá rồi, tăng giá lên tới 50 triệu. Ông chú, anh đợi một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh. Cô xứng đáng nhận được bức tranh này, không cần nói nhiều. Tôi muốn nói với anh về chuyện khác. Nói đi. Ông chú, mau xoa đầu tôi đi. Cô bé này, đừng nói với tôi là cô đã phải lòng ông chú này rồi đấy. Mau xoa đầu tôi đi. Tôi cho cô 3 giây để bỏ tôi ra. Bà nội đang đứng nhìn ở tầng 2 kìa. Nếu anh muốn diễn thì diễn thật hơn một tí được không? Cảnh này mình có thể xem miễn phí sao? Ông chú, cảm ơn anh. Hôm nay anh thực sự rất đẹp trai. Nhóc con này, nhận quà của tôi rồi mới thấy tôi đẹp trai. Thiếu gia, lát nữa chúng ta đi đâu? Đợi tôi thay đồ rồi đi gặp một người. Vâng. Ba xem bức tranh này đi. Là tranh của Thanh Hà. Bức tranh đàn ngỗng cuối thu. Nghe nói gần đây có một người ẩn danh đã bỏ ra 50 triệu mua lại nó. Sao con có được nó? Chuyện là như này. Chủ nhà của con là người đã mua lại bản gốc này. Hôm đó vô tình con đã cứu bà nội anh ấy, vì vậy anh ấy tặng con bức tranh này, coi như là một món quà cảm ơn. Bỏ ra 50 triệu mà cứ vậy tặng cho con à? Chủ nhà của con là kiểu người nhiều tiền nhưng hơi ngốc, vả lại anh ấy rất hiếu thảo, vì vậy số tiền này không là gì đối với anh ấy cả. Trên đời này còn có người tốt như vậy sao? Ba à, anh Hà là bút danh của mẹ, đúng không? Con, làm sao con biết? Chuyện là hồi nhỏ con đã tìm thấy một tấm ảnh của mẹ, phía sau có viết hai chữ Thanh Hà. Nét chữ giống hệt với chữ ký của họa sĩ này. Xem ra mình không thể giấu được nữa rồi. Phải, Thanh Hà là mẹ con.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều tác phẩm được cho là của Thanh Hà, nhưng hình như đều là tranh mới. Ba nói xem, có khi nào mẹ vẫn còn sống không? Vớ vẩn. Từ khi con còn nhỏ thì mẹ con đã qua đời rồi. Giống như con đã nói, tất cả bức tranh hiện đang mua bán trên thị trường đều là hàng giả bắt chước tranh của mẹ con, đều là lừa đảo kiếm tiền cả. Đúng rồi, sau này ra bên ngoài đừng nói Thanh Hà là mẹ con. Tại sao không được nhắc đến mẹ chứ? Mẹ con không phải vợ cả của ba. Nhắc đến bà ấy sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Người ngoài sẽ nói, con là con riêng của ba. Trong trí nhớ của mình, mẹ là người kiêu ngạo, tuyệt đối không thể hạ mình làm tình nhân của người khác. Mình nhất định phải tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho mẹ mới được. Ông chú à, sao anh lại nghĩ đến việc đưa tôi đến đây ăn lẩu vậy? Bà nội sắp xếp đấy. Eo ôi, đẹp trai vậy trời. Đẹp trai thật đấy. Có phòng riêng yên tĩnh chút không? Ăn lẩu cần phòng riêng làm gì chứ? Ăn lẩu là phải như vậy, náo nhiệt vậy mới ngon. Tôi gọi món xong rồi, anh xem thử còn muốn thêm gì nữa không? Một chai nước khoáng. Cậu, anh trai, mợ nhỏ, mợ đúng là nữ thần của cháu. Cũng chỉ có mợ mới có thể đưa cậu đi trải nghiệm cuộc sống bình dị thế này thôi. Dung Dung, chào cô, tôi là Ella, là bạn thân nhiều năm của Hữu Long. Thì ra, chị ta chính là Ella, chào chị. Mợ ơi, cháu vẫn chưa hỏi mợ. Tối hôm đó mợ chơi xuất sắc đẳng cấp như vậy. Mợ từng học rồi phải không? Sao đỉnh vậy chứ? Chơi mỗi xuất sắc thôi đã lợi hại rồi. Hoàng Dung à, mắt nhìn người của cô cũng tệ quá rồi nhỉ. Mỗi thế, đã là nữ thần của cô rồi à. Mợ nhỏ chính là nữ thần của tôi đấy. Liên quan gì đến anh? Anh thì có gu lắm chắc. Vậy nữ thần của anh là ai thế? Đã từng nghe qua hacker Thỏ Ngọc số 1 Hải Thành chưa hả? Không phải là mình sao? Thỏ Ngọc chính là nữ thần của tôi đấy. Tương lai sẽ là vợ của E-cư tôi đây. Tôi sẽ theo đuổi cô ấy, hết mực cưng chiều. Chưa bao giờ thấy Hữu Long chăm sóc một người phụ nữ như vậy. Giả trai, nói gì thế hả? Dung Dung chỉ ăn rồi bị sặc thôi mà. Em thấy cô ta giả bộ thì có, ăn lẩu mà cũng sặc nữa. Giả vờ giả vịt. Được rồi, ăn thịt không lắp cái miệng của cậu được hả? Thật ngại quá. Tôi đi vệ sinh cái nhé. Dung Dung, tôi đi cùng cô. Dung Dung, cô có thể cầm áo giúp tôi một chút được không? Được chứ. Đi thôi. Nữ thần của tôi là đỉnh nhất. Nữ thần của tôi không chỉ có thể dễ dàng phá bỏ hệ thống mã hóa cuối của Liên minh CJ của chúng tôi. Cô ấy còn có thể. Cô biết Liên minh CJ là gì không thế? Liên minh CJ chính là nhóm chúng tôi biết dãy số mã hóa ở trên mạng. Tiểu Dung, cậu cô đâu? Đúng thế, Hữu Long đâu rồi? Cậu cháu chơi ồn ào, ra ngoài nghe điện thoại rồi. Thế hả? Vậy ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì chúng ta cũng đi thôi. Chờ chút đã. Đồng hồ của tôi đâu rồi? Bảo tôi cầm áo khoác. Thì ra để dở trò này. Vừa rồi là cô cầm áo khoác của chị tôi đúng không? Đúng thế, sao nào? Còn sao nữa? Mau đưa đồng hồ của chị tôi ra đây đi. Tôi đâu có lấy chứ. Tôi giao cái gì ra hả? Từ đầu đến cuối chỉ có cô đụng vào áo khoác của chị tôi. Không phải cô lấy thì ai lấy chứ?
lúc nãy đi vệ sinh. Là chị ấy bảo tôi cầm giúp áo khoác. Tôi mới cầm giúp thôi. Sau đó, cô lục túi áo, lấy đồ quý giá của người khác đi rồi. Đúng không nào? Cô cứ đắc ý đi. Xem anh tôi quay lại đuổi cô ra khỏi nhà họ Lý đây. Tôi không có. Nói miệng không có bằng chứng. Nếu thật sự không phải do cô lấy, có dám để chúng tôi xét người cô không? Ê thưa, anh đừng có mà quá đáng nhé. Mợ nhỏ tôi nếu giết chiếc đồng hồ đó, cậu tôi sớm mua cho mợ rồi. Còn cần phải lấy trộm sao? Vậy cô ta nên để chúng tôi lục soát đi chứ. Phải như thế mới có thể chứng minh sự trong sạch chứ. Lục soát người? Anh dựa vào cái gì mà đòi lục soát chứ? Anh tưởng mình là ai thế? Mặc kệ tôi là ai, mang qua đây. Không thể được. Cái gì đây? Đây là cái gì? Không phải cô nói cô không lấy sao? Tay chân không sạch sẽ như vậy, cô mà cũng xứng gả cho anh Hữu Long à? Dung Dung, tôi thật không ngờ tới cô có thể làm ra chuyện này đấy. Làm ơn đi. Là chị bỏ vào trong túi tôi. Tôi lấy hay không? Trong lòng chị rõ hơn tôi đấy. Ý cô là sao hả? Tại sao tôi phải cố tình làm thế chứ? Đúng đó. Thứ phụ nữ như cô thấp kém quá rồi nhỉ. Chiếc đồng hồ này chính là từ trong túi cô lấy ra đấy. Mọi người đều nhìn thấy mà. Cô không thừa nhận thì thôi đi. Cô còn vu oan cho chị tôi nữa. Bọn họ không phải cùng một bàn sao? Sao ngay cả đồ của bạn cũng trộm thế? Người bây giờ không thể nhìn bề ngoài đánh giá được. Sao thế hả? Cuối cùng cậu cũng vào rồi. Tên E cưa đặc điều. Nói mợ ăn trộm đồng hồ của Ella. Còn đòi soát người nữa. Không phải thế đâu anh Hữu Long. Thật sự chiếc đồng hồ này là từ trong túi của cô ta lấy ra đấy. Mọi người đều nhìn thấy cả. Là cô lấy trộm à? Anh ta đang nghi ngờ mình. Không phải. Đi thôi. Đợi đã. Anh Hữu Long, em đã bắt tận tay rồi. Sao anh vẫn tin thứ phụ nữ này chứ? Đồ vẫn chưa mất mà. Sao nào? Cậu muốn cô ấy phải như thế nào đây? Anh Hữu Long, cô ta là kẻ ăn cắp vặt đấy. Sao anh có thể để thứ ăn cắp ở bên mình vậy chứ? Cậu nói ai là ăn cắp vặt hả? Được rồi, bỏ đi. Đừng vì một chiếc đồng hồ mà khiến mọi người mất vui. Đến lúc đó tôi cũng ngại lắm. Dung Dung, nếu cô thích chiếc đồng hồ này, tôi có thể tặng cho cô. Vậy tôi không từ chối đâu. Cô đúng là vô liêm sỉ mà. Chị à, chị hiền quá rồi đấy. Sao chị có thể đưa đồng hồ cho kẻ chồng à? Nếu vợ nói vợ thích chiếc đồng hồ này, chồng có mua cho vợ không? Được chứ. Vậy tốt rồi. Hứa Ngọc Dung, cô làm gì thế? Chồng không cần mua đồng hồ cho vợ nữa đâu. Chồng giúp vợ bồi thường đồng hồ cho chị Ella là được rồi. Hữu Long, Dung Dung sao lại như thế được chứ? Cô ấy là như thế đấy. Giống tính của một đứa trẻ vậy. Cô gửi giá của đồng hồ cho Trịnh Lâm nhé. Cậu ấy sẽ bồi thường cho cô gấp 10. Hữu Long, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi. Anh biết thứ tôi để ý không phải là một chiếc đồng hồ, nhưng chiếc đồng hồ này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Dung Dung làm như vậy không phải là quá đáng lắm sao? Vậy nếu nó quan trọng, sao cô lại tặng cho người khác thế? Đã tặng cho người khác rồi, người ta có làm gì đi nữa cũng không liên quan đến cô. Anh Hữu Long, còn cậu nữa, nếu cậu còn vu oan cho vợ tôi, sau này đừng gặp tôi nữa. Anh Hữu Long, cô ta là vợ anh, vậy chị gái tôi thì là gì đây? Tôi đã cho cô ấy cơ hội rồi. Cậu của tôi ngầu quá đi mất. Cậu mợ đợi cháu với. Em đi trước nhé. Nếu không anh em đánh em nát xương mất. Chiếc đồng hồ vừa nãy 1 triệu đấy. Ông chú à, tôi bị đổ oan. Sự trong sạch là vô giá đấy. Vậy lần này thành tôi nợ cô rồi nhỉ? Anh cũng nghi ngờ tôi lấy trộm đồng hồ của chị Ella đúng không? Tôi có nghi ngờ cô hay không? Quan trọng sao? Ông chú à, tuy chúng ta là vợ chồng giả, nhưng mà dù gì cũng là đối tác làm ăn. Nếu như hai chúng ta không có sự tin tưởng cơ bản dành cho nhau, vậy sự hợp tác của chúng ta khó có thể tiếp tục được. Cô nói rất có lý. Nhưng mà lần này tôi thực sự không nghi ngờ cô. Có thật không? Nếu như cô thích tiền thì đồ của bên tôi đáng giá hơn. Cô có thể lấy đồ bên tôi, không cần thiết phải đi xa như vậy.
Vậy lỡ như 3 tháng nữa tôi mang tất cả đồ đắt tiền ở nhà anh cuốn gói mang đi hết thì phải làm sao? Mấy đồ trong nhà tôi đều là đồ cũ hết rồi, cũng không tốt lắm. Nhưng nếu như cô thật sự thích thì cứ nói với tôi bảo người đi mua cho cô cái mới. Hứa Ngọc Dung, có vậy mà cũng rung động hả? Hết thời hạn 3 tháng là mày phải rời đi rồi. Nếu như không muốn chuyện giữa cô và Lý Thiếu Gia bị lộ ra ngoài thì 4 giờ chiều ngày mai đến quán cà phê ở phố Vạn Hòa Tân, chúng ta gặp nhau nói chuyện. Ai vậy? Một người bạn học. Đúng rồi, ông chú. Ngày mai anh có rảnh không? Anh có thể chở tôi đến trường dự lễ tốt nghiệp được không? Để tôi xem thử. Dung Dung à, tóc tìm kiếm lần trước chỉ là hiểu lầm thôi. Ngày mai ba sẽ chở chị gái con đi ký hợp đồng với công ty quản lý. Lễ tốt nghiệp của con chắc ba không thể tham dự được rồi. Tiểu Dung vừa mới đi ra ngoài rồi. Cô là phụ dâu mà Tiểu Dung mời đến phải không? Tôi là chú rể Tống Bằng. Cảm ơn cô đã giúp đỡ nhé. Người này nhìn quen quá. Sao mình cảm thấy như đã gặp ở đâu đó rồi nhỉ? Việc nhỏ ấy mà. Cậu nên ra ngoài tiếp đón khách mời đi. Tôi ra ngoài đó nhé. Đồ đàn ông xấu xa. Phù dâu thay đồ ở đâu thế? Ở đây này. Hứa Ngọc Dung, cô làm gì ở đây? Tôi đến làm phù dâu. Còn cô thì sao? Không lẽ lại đến đây chỉ để cho có mặt thôi à? Cuộc sống của cô cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ. Ban sáng ở hội đấu giá còn cặp kè đại gia mà. Sao vậy? Sao bây giờ lại chạy đi làm bán thời gian rồi? Cũng chẳng khá khẩm gì. Đồ phù dâu của cô, cởi ra đưa cho tôi. Dựa vào đâu chứ? Thì dựa vào việc cô khiến tôi mất đi 2 công việc là cô nợ tôi. Thì công việc của tôi cũng là do cô hại mất mà. Tôi không quan tâm. Cô cởi ra làm gì đó? Thôi bỏ đi. Hôm nay là ngày cưới cháu gái của ông chú, mình không thể tranh cãi với cô ta, lười so đo với cô. Bây giờ tôi sẽ đổi cho cô. Tôi đã nói rồi, cô không đấu lại tôi đâu. Cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn cởi váy phụ dâu ra đưa cho tôi thôi. Anh là đồ không có lương tâm, vậy mà lại lén lút kết hôn sau lưng em. Cô đến đây làm gì? Em đến làm phụ dâu bán thời gian đó. Chỉ là không ngờ đến chú rể, thế mà lại là anh đó. Thảo nào nhìn quen mắt thế. Hóa ra người này là bạn trai của Giang Như. Trong thẻ này có 300.000 tệ, coi như là phí chia tay của chúng ta. Cô cầm lấy tiền và mau đi đi. Tôi nói cho cô biết, đừng gây phiền phức cho tôi. 300.000 tệ, anh đang cho ăn xin sao? Ít nhất thì cũng phải là 1 triệu. Nếu không thì tôi sẽ đi tìm vợ chưa cưới của anh. Bây giờ xin mời cô dâu chú rể đứng đối diện nhau. Lăng Phong, Thiếu Gia Lăng Gia. Hữu Long à, cô vợ mới cưới của anh đâu rồi? Hôm nay không đưa theo sao? Lăng Thiếu Gia à, thiếu phu nhân của nhà chúng tôi ở trên đó kìa. Cô nào vậy? Cô dâu à, bất kể tương lai thế nào đi nữa, xin hỏi cô có bằng lòng gả cho chú rể hay không? Tôi bằng lòng. Tống Bằng, anh giải thích cho tôi đi. Anh cùng với cô gái trong đoạn phim ở trong phòng trang điểm làm cái gì vậy? Tiểu Dung à, em nghe anh đương lẹo. À không, giải thích. Phụ dâu kia nói cô ta không khỏe, nên cô ta nhờ anh đưa cô ta vào phòng trang điểm. Cô ta vừa vào phòng thì lập tức cởi đồ. Cô ta muốn quyến rũ anh đó. Cô gái trong đoạn phim đó là ai trong số các cô? Bước ra đây cho tôi. Tôi nói chứ, cô vợ mới cưới của anh cũng được đó chứ, đã kết hôn với anh rồi mà vẫn dám tại đám cưới của người khác cướp chồng của người ta. Hơn nữa người này còn là chồng của cháu gái anh nữa chứ. Cô gái trong đoạn phim là ai? Mọi người hãy nhìn kỹ kiểu tóc đi, lại nhìn thêm kiểu đồ thì không phải tất cả đều rõ ràng quá sao? Quần áo của tôi so với trong đoạn phim thì hình như không giống lắm nhỉ. Là cô ta, chính là cô ta đó. Tôi, lúc tôi đi vào nhà vệ sinh, cô ta đã nhét lại quần áo cho tôi, không phải quần áo của tôi. Cô được lắm, cô đã quyến rũ chồng của người khác, còn muốn cô quan giá họa cho tôi nữa à? Sao tôi lại nhớ là cô cứ nhất quyết đòi đổi với tôi cơ mà.
Cô có bằng chứng không? Cô còn muốn ngậm máu phun người nữa sao? Muốn bằng chứng chứ gì? Tôi sẽ đưa cho cô nhé. Kỹ thuật viên âm thanh là ai vậy? Vui lòng mở to âm thanh lên một chút, để mọi người nghe kỹ giọng nói của người phụ nữ trong đoạn phim. Chẳng phải là mọi chuyện đều rõ ràng rồi sao? Anh là đồ không có lương tâm, vậy mà lại lén lút kết hôn sau lưng em. Cái camera giám sát này sao lại có âm thanh chứ? Đúng rồi, tôi nhớ ra, điện thoại của tôi vô tình cũng quay lại đoạn phim giao dịch của hai người rồi. Cho nên còn muốn tôi cho mấy người xem tiếp nữa không? Cô là con cuốn. Anh với cô ta thực sự đừng chạm vào tôi. Tống Bằng à, đến nước này rồi mà anh vẫn còn già mồm sao? Tôi nhìn nhầm anh rồi. Hoàng Dung à, mọi chuyện phát sinh ở đây hôm nay, nếu như có bất kỳ tin tức nào được truyền ra thì những vị ngồi ở đây đều sẽ là kẻ đối đầu với Lý gia chúng tôi. Hoàng Dung, tốt nhất bây giờ cô ngoan ngoãn quay lại, hoàn thành buổi lễ này cho tôi, thì sau này tôi vẫn sẽ đối xử tốt với cô. Cô có tin tôi sẽ tung ảnh nhạy cảm của cô lên mạng không, để cho cả thế giới này thấy được bộ dạng lẳng lơ của cô? Cho cơ hội rồi mà không biết trân trọng, tránh ra. Bộ chán sống rồi à? Cậu Lý, Tống gia không muốn sống trên đất Hải Thành nữa sao? Người của tôi mà cũng dám đụng vào. Bọn chúng đều là người của Lý gia. Không phải, cháu không muốn chia tay với Tiểu Dung, cháu muốn cô ấy cho cháu thêm một cơ hội nữa, cho nên cậu mới lấy ảnh nhạy cảm ra để đe dọa sao? Không phải, cháu cũng không còn cách nào khác, cháu không thể rời xa Tiểu Dung, cháu không muốn mất cô ấy. Cậu không muốn mất con bé sao? Hay là không muốn mất quyền thừa kế mà hoàng gia cho cậu? Cậu à, có vẻ Tống Bằng chỉ muốn lợi dụng cháu. Cháu tuyệt đối không thể cưới anh ta. Bộ nhớ lưu mấy tấm ảnh nhạy cảm đó đâu? Tôi khuyên cậu mau đem nó ra đây, nếu không tôi không thể đảm bảo chân của cậu có còn lành lặn thêm một giây nào nữa đâu. Nó đây. Hóa ra lúc nào cậu cũng mang nó trong người. Đã chuẩn bị sẵn rồi chứ gì? Không phải, tốt nhất là không có bản sao nào khác. Nếu không lần sau sẽ không dừng lại ở việc gãy chân đâu. Tôi sẽ tự tay ném cậu xuống biển cho cá ăn đấy. Đáng ghét. Hứa Ngọc Dung thật sự có thể khiến Lý thiếu gia bảo vệ cô ta. Cô Hoàng à, không phải tôi, cô đừng để bị cô ta lừa. Đồ cặn bã này, cô còn dám xuất hiện sao? Cô Hoàng ơi, cô tin tôi đi. Không phải tôi, là cô ta. Chính cô ta đã quyến rũ chồng cô. Đúng rồi, cô ta biết sửa máy tính. Cái gì cô ta cũng biết. Đoạn phim đó chắc chắn là do cô ta làm. Sao cô dám chỉ bàn tay bẩn thỉu này vào cô ấy? Cô có biết cô ấy là ai không? Cô ta là ai? Không phải cô ta chỉ là phù dâu kiếm thêm đến đây để tiền đại gia bao nuôi à? Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Trịnh Lâm, mau đi dặn dò, sau này ai dám thuê con nhỏ này nữa thì sẽ không yên với Lý gia và Hoàng gia đâu. Vâng thưa cô Hoàng, xin cô hãy bỏ qua cho tôi lần này, tôi thực sự biết sai rồi. Cô Hoàng, Dung Dung à, cô cho tôi một cơ hội đi, cô cầu xin giúp tôi với được không? Dung Dung, tôi xin cô đó. Chúng ta đi. Anh Lý ơi, anh giúp tôi với. Cầu xin anh làm ơn giúp tôi. Tại sao Hứa Ngọc Dung lại trở thành bạn thân với đại tiểu thư hoàng gia đó? Tại sao ai cũng giúp đỡ cô ta? Đoạn phim được chiếu trên màn hình trong hôn lễ, có phải cô làm không? Đoạn phim là do Tiểu Tam làm, còn tôi chỉ thêm vào một tí âm thanh thôi. Tôi bảo cô đến đây để làm phù dâu, không ngờ cô lại tự tung tự tác làm hỏng đám cưới của người ta. Đúng là tôi không nên xen vào chuyện nhà anh, nhưng cha nam như hắn là kẻ thù chung của xã hội này, tôi chỉ cần nhìn thấy là lại tức giận. Thật không ngờ cô lại là sứ giả của công lý đó. Loại cha nam như Tống Bằng, cậu ta không chỉ ngoại tình sau lưng Hoàng Dung, lúc gặp
còn nhân cơ hội chạm vào tay tôi nữa. Anh không thể để cho cháu gái của anh kết hôn với loại cha nam đó. Cậu ta chạm vào tay cô sao? Đúng vậy, loại biến thái này. Hoàng Dung mà kết hôn với cậu ta sẽ chỉ khiến cô ấy bị lỡ làng mà thôi. Chạm như thế nào? Thì giả vờ bắt tay rồi nhân tiện chạm vào tay tôi. Ella, đại tiểu thư Eja. Hữu Long, sao lần này anh với trợ lý Định không đi chung đến đón tôi? Vừa rồi có chút công việc cần phải xử lý nên hơi vội vàng. Cô Ella, cô gửi cho tôi định vị của cô đi, để tôi xem đường đi. Nhà tôi vẫn chưa dọn dẹp xong. Hữu Long, tối nay tôi có thể đến nhà anh ở được không? Xin lỗi, ở nhà tôi không tiện cho lắm. Trước giờ tôi vẫn ở nhờ nhà anh mà, sao lần này lại không tiện chứ? Bởi vì bây giờ nhà có thiếu phu nhân rồi. Thiếu phu nhân? Là ai vậy? Nhiều chuyện, mau tìm khách sạn, đưa cô Ella về nghỉ ngơi. Vâng thưa thiếu gia. Hữu Long, ngày mai chúng ta đi ra ngoài ăn với nhau được không? Đi đến chỗ cụ ấy, gọi cả em trai tôi đến cùng đi luôn. Thiếu phu nhân sao? Để tôi xem cô ta là người như thế nào mà dám chiếm chỗ của tôi trong lòng anh. Bà nội mỗi ngày đều cho mình ăn canh nhân sâm này, đang muốn lấy mạng mình đây mà. Alo, alo, mợ nhỏ. Hoàng Dung, sao cô biết số điện thoại tôi thế? Là cậu đưa cho cháu. Sao anh ta lại có số điện thoại của tôi? Cậu là chồng mợ đấy, có số điện thoại là điều hiển nhiên mà. Cũng đúng. Cô gọi tôi có chuyện gì không? Mợ đang làm gì thế? Tôi sao? Đương nhiên là tôi đang ăn canh rồi. Ăn canh sao? Ăn canh gì thế? Hay mợ ra ngoài uống rượu với cháu đi. Giữa ban ngày mà cô uống rượu cái gì chứ? Mợ nhỏ ơi, bây giờ cháu là người phụ nữ bị tình yêu làm cho tổn thương. Cho dù là rượu cũng không thể vơi bớt đi những đau thương của cháu. Cháu gửi địa chỉ qua cho mợ nhé. Mợ chỉ cần nói là đến hay không thôi. Alo. Tâm Tâm à, cậu đừng buồn nữa. Cậu xem bó hoa này xin biết bao. Cậu đừng quanh quẩn ở đây nữa được không? Tôi thấy phiền lắm. Hay là để tôi dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon nhé. Tôi đã nói là không ăn mà. Phiền thật đấy. Có tin mới, tin chấn động. Anh trai cậu đã tặng cho trường cả một tòa nhà đó. Thật sao? Tốt quá rồi. Như vậy thì cậu không phải lo lắng việc rớt môn nữa. Mặc dù anh trai thường hay la tôi, nhưng anh ấy vẫn dành cho tôi những thứ tốt nhất. Không ngờ lại vì tôi mà đi lấy lòng thầy cô trước kỳ thi, bằng cách tặng cả một tòa nhà. Hình như không phải vì cậu mà tặng đâu. Không phải vì tôi thì vì ai chứ? Chị dâu của cậu, Hứa Ngọc Dung đó. Tâm Tâm, cậu giấu cũng kỹ quá đó. Cậu học chung trường với chị dâu cậu mà cũng không nói cho chúng tôi biết. Sao cơ? Chị ta mà lại học chung trường với tôi sao? Sao mình chưa bao giờ gặp chị ta ở trường? Anh Bình chiều chị ta đến vậy. Không được, mình phải nghĩ cách để anh Bình bỏ chị ta. Thì ra, người hôm qua hẹn tôi ra đây là giám đốc Trịnh à? Đúng vậy, là tôi. Chuyện của cô và Lý Hữu Long tôi đã biết hết cả rồi. Chuyện của tôi và Lý Hữu Long là chuyện gì chứ? Tôi đã điều tra ra, Lý Hữu Long đã kết hôn rồi. Cô gái à, cô nói xem với thân phận là tình nhân như cô, nếu như bị người vợ được cưới hỏi đàng hoàng phát hiện ra, cô nói xem chuyện gì sẽ xảy ra đây. Tôi không biết nữa. Có thể tôi sẽ bị vợ chính thức của anh ấy dạy dỗ cho một trận. Cô biết là được rồi. Nếu như cô muốn tôi giúp cô giữ bí mật này, vậy thì cô phải bảo anh Lý Hữu Long chịu hợp tác lâu dài với chúng tôi. Giám đốc Trịnh à, không phải là tôi không muốn giúp anh. Anh cũng biết mà, tôi chỉ là tình nhân, không danh không phận. Làm sao tôi có thể kiểm soát suy nghĩ của người khác? Sao lại không thể chứ? Con gái các cô chỉ cần thì thầm vào tai đàn ông vài lời thôi,
dỗ cho anh ấy hạnh phúc, ngay cả mạng cũng có thể cho cô nữa, thì thầm vào tai gì chứ? Hay là giám đốc Định tự mình đến bên Lý Hữu Long thì thầm vào tai anh ấy đi. Hứa Ngọc Dung, cô đừng có giả vờ ngây thơ trước mặt tôi đi. Hôm đó cô ở trên xe của Lý Hữu Long, quần áo thì xộc xệch, tôi đã thấy hết tất cả rồi. Dựa vào tuổi trẻ và nhan sắc của mình lại đi làm tình nhân của người khác, cô thực sự nghĩ mình tốt đẹp à? Tôi hỏi cô thêm lần cuối, cô làm hay là không làm đây? Thật xin lỗi, tôi lực bất tòng tâm, đúng là người không biết điều. Cô có tin tôi đánh cô không? Đã là người lớn rồi, không biết xấu hổ khi bắt nạt một cô gái nhỏ à? Cậu là ai vậy hả? Cậu bỏ tay ra cho tôi. Được rồi, hai người cứ đợi đó, đợi thì đợi thôi. Gặp cậu lần nào, đánh cậu lần đó. Đại ca, sao cô lại ở đây? Cô không sao chứ? Không sao. Cậu làm gì ở đây? Hôm nay có buổi triển lãm tranh, lần đầu tiên khai mạc, chúng ta cùng đi xem nhé. Không đi đâu. Hôm nay tôi không được khỏe. Lần này tôi đã tìm ra bút tích thật của Thanh Hà rồi. Có tin đồn rằng sau khi Thanh Hà qua đời đã có 3 bộ kịch tác chưa từng ra mắt. Sao cơ? Phim được dịch Tổng Tức Bạn Tư Đồ, Mây Trắng Xéo Bay. Ý tôi là mấy bức tranh đó ở đâu? Ở buổi triển lãm tranh. Tôi khó khăn lắm mới kiếm được 2 tấm vé đấy. Vậy cậu còn chờ gì nữa? Còn không mau đi liền. Được, được rồi. Hứa Ngọc Dung, người phụ nữ này lại còn dám ngoại tình. Chỉ có chị gái tôi Ella mới xứng với Lý Hữu Long thôi. Còn cậu đó, nếu cậu còn vu khống vợ tôi nữa thì sau này đừng gặp tôi nhé. Thôi bỏ đi, anh ấy sẽ không tin mình đâu. Alo, có phải là Lý Huệ Tâm không? Tôi là E Cưa. Cô sao vậy? Không sao chứ? Tôi ổn, tôi dìu cô qua đó nghỉ ngơi chút. Lão đại, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện nhé? Ba ơi, mẹ con đâu rồi? Mẹ con đã qua đời rồi. Bây giờ ba sẽ đưa con về nhà. Ba ơi, qua đời nghĩa là sao? Qua đời nghĩa là không bao giờ quay lại nữa. Giống như những vì sao trên bầu trời, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Không sao, không sao cả. Lão đại nói không đi thì chúng ta không đi. Cô nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi gọi cô. Tôi không sao cả. Cậu dẫn tôi đi tìm bức tranh đó đi. Lão đại, cảm thấy không khỏe thì nghỉ ngơi một lát đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Không được, đây là tác phẩm của mẹ tôi. Hôm nay tôi nhất định phải tìm ra nó. Được, được rồi, tôi sẽ tìm cho cô. Con bé này, Đăng Yên đang lành dẫn bà vào phòng tranh này làm gì? Bà nội đâu có thích xem tranh. Món tranh trong bếp chỉ mới đun được nửa giờ thôi. Đến lúc Dung Dung về thì sao có uống đây? Bà nội, lát nữa bà sẽ được gặp cháu dâu yêu quý của bà đấy. Cháu nói gì vậy? Dung Dung đang ở đây à? Cuối cùng cơ hội cũng đến rồi. Bà nội, bà nội, Dung Dung, cháu đang làm gì vậy? Bà nội, sao mọi người đến đây thế? Hứa Ngọc Dung, chị còn mặt mũi gọi bà nội à? Lý gia không cần loại người gian díu bất chính như chị. Đúng thế, bắt gian ngay tại trận. Cô đừng ngụy biện nữa. Hóa ra là Lý lão phu nhân. Dung Dung không được khỏe, suýt nữa thì ngã. Tôi vừa đỡ cô ấy ngồi nghỉ một lát. Bà đừng hiểu lầm à. Dung Dung, các người cũng thân mật quá nhỉ. Thì ra mọi người ở đây. Sao vậy? Em gọi điện thoại gọi chị qua đây gấp. Có chuyện gì xảy ra thế? Chị xem, Bắc Giang tại trận.
Hứa Ngọc Dung này, cô ta không chỉ ăn trộm đồ, cô ta còn gian díu nữa. Thật không ngờ cô lại làm ra chuyện này đấy. Bà ơi, bà bình tĩnh cái đã. Chuyện này đã xảy ra rồi, cũng không thể thay đổi được. Chỉ có thể đợi Hữu Long đến, xem anh ấy giải quyết thế nào thôi. Dung Dung, chuyện gì vậy hả? Bà nghe cháu nói. Bà ơi, cháu đến đây để xem triển lãm tranh. Sau đó trong người không khỏe. Cậu Trương có ý tốt, dìu cháu một lát thôi. Cháu không khỏe à? Cháu không khỏe chỗ nào thế, bà nội? Bà đừng nghe chị ta tìm cớ lấp liếm. Nếu chị ta không khỏe, sao không đến bệnh viện? Ở đây ngồi trong vòng tay người đàn ông khác làm gì? Bà ơi, chị ta phẩm hạnh không đoan chính. Chị ta không chỉ ngoại tình, chị ta còn trộm đồ của người khác nữa. Hôm qua chị ta đã lấy trộm đồng hồ của chị Ella đấy, bà nội. Nếu bà không tin, bà có thể hỏi chị Ella. Bà nội, thật ra cháu không sao cả, chỉ mất một cái đồng hồ thôi, cũng không đáng mấy đồng. Nhưng hành vi này của Dung Dung, cô ta thực sự có lỗi với Hữu Long đấy. Các người đang làm gì vậy? Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Hứa Ngọc Dung, chị ta gian díu bất chính, ở đây vụng trộm với tên đàn ông này đấy, bị bọn em bắt gian tại trận. Câm miệng. Hữu Long, anh đừng quá nóng giận. Ai cũng không ngờ tới Dung Dung lại làm chuyện này sau lưng anh chứ. Hứa Ngọc Dung, cô xong đời rồi. Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép các người ở nơi đông người bêu rếu cô ấy như vậy đâu. Sau này nếu ai dám bắt nạt cô ấy, chính là chống đối tôi. Ông chú, bản lĩnh của cô đâu mất rồi? Như vậy là không được rồi. Còn là người không thế, mình đã thành ra vậy rồi, cũng không biết hương hoa tiết ngọc nữa. Đồ mà tôi bảo anh mang đến, anh có mang không? Cảm ơn. Đi thôi. Cô đã như vậy rồi còn cậy mạnh nữa à? Để tôi bế cô đi. Chuyện gì vậy chứ? Yếu phu nhân hôm nay đến xem triển lãm tranh, đã nói với thiếu gia rồi. Hơn nữa, thiếu phu nhân trong người không được khỏe, thiếu gia cũng biết rồi. Cho nên anh ấy đến đón thiếu phu nhân. Ngoài ra thiếu gia đặc biệt căn dặn ba vị cần học cách cư xử đàng hoàng hơn. Xin mời. Bà nội, cứu cháu. Ông chú, sao anh lại ở đây? Anh không cần đến công ty à? Tôi đã giao công ty cho Trịnh Lâm quản lý rồi. Sau này tôi cùng cô đi tìm mẹ. Tìm mẹ? Sao anh lại biết mấy cái này chứ? Trương Kiến đã nói hết cho tôi biết rồi. Trương, hay cho tên Trương Kiến xem tôi xử cậu ta thế nào. Nhưng mà sao hai người quen nhau thế? Cái này thì không làm hao tâm tổn trí cô đâu. Bây giờ việc quan trọng nhất của cô là nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhưng mà tôi vẫn muốn biết. Anh nói cho tôi biết đi mà. Anh nói đi. Từ lần đầu tiên cô tranh giành mua tranh với tôi đã cho điều tra hết rồi. Tôi còn tưởng lúc đó che giấu được rồi chứ. Vậy sau đó thì sao? Sau này ấy, 5 năm sau, tôi muốn gặp anh tôi. Đã thỏa thuận là tôi thay anh ấy xử lý việc công ty. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà. Đại tiểu thư, thiếu gia nói thiếu phu nhân sinh đứa thứ ba, anh ấy phải chăm sóc vợ, cho nên cô chỉ có thể tiếp tục thay anh ấy làm tiếp thôi. Anh tôi cũng chơi đẻo quá rồi. Thỏa thuận xong xuôi, anh ấy đi tìm mẹ cùng với chị dâu. Giờ mẹ chị ấy cũng tìm được rồi. Mang thai hết lần này đến lần khác. Một lần rồi hai lần. Vài tháng rồi lại vài tháng nữa. Vài năm rồi lại thêm vài năm nữa. Tôi đã ở đây 5 năm rồi. Toàn bộ thanh xuân của tôi đều trôn vùi lãng phí ở cái công ty này. Còn muốn để tôi tìm bạn trai không thế hả? Tôi phải đi bắt bà nội. Đại tiểu thư, bây giờ lão phu nhân cũng không có thời gian lo chuyện này đâu. Bây giờ bà ấy mỗi ngày phải chăm hai đứa cháu, đã đủ bận rồi.
Bà nội, cháu không biết làm mấy việc này đâu. Đã mấy giờ rồi, sao vẫn chưa về thế nhỉ? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nhà lại tổ chức tiệc tùng rồi, tiền muốn xỉu. Anh đang làm gì vậy? Cái tên thối tha Trịnh Lâm, sao anh không trả lời tin nhắn em thế? Có phải anh bơ em không? Thi Thi, mau gọi điện thoại cho bọn nó đi. Vâng. Bà nội, chúng cháu về rồi. Về rồi đấy à. Hôm nay ăn sủi cảo à? Ba, mẹ, chào ba mẹ. Ăn sủi cảo. Mau bỏ đồ xuống đi. Cẩn thận đứa bé trong bụng đấy. Không sao ạ. Cháu cầm đều là đồ nhẹ cả thôi. Bọn họ mới mang đồ nặng, chẳng biết xót vợ mình gì cả. Đúng rồi. Sao mẹ cháu không về cùng thế? Bà ấy đến tham gia buổi lễ ký kết rồi ạ. Chúng ta gói sủi cảo ăn trước đi, không cần đợi bà ấy đâu. Được rồi, cùng nhau gói nào, đi. Để em cầm cho. Không sao, anh xách được.